Xin chào các cô chú và anh chị. Đây là buổi sáng ở mái ấm Ti Ti. Hôm qua có một bạn hỏi Ti là các bé đi vệ sinh ở đâu, thì hôm nay Ti quay cho mọi người cùng xem. Thật ra là nó không có được phản cảm cho lắm đâu mọi người, nhưng mà đây cũng là sự thật. Thì cô chú và các bạn cũng biết, có những cái gia đình nuôi chỉ có một hai em cún thôi mà các em nó còn đi vệ sinh bất kể nơi nào các bé muốn, trừ có những bé thật là thông minh. Có những cái bé cún nó rất là thông minh, nó không có đi vệ sinh bừa bãi. Nhưng mà ở cái một trạm cứu hộ đông 300-400 em cún như chỗ Ti này rất là đông, thì các con sẽ đi vệ sinh khắp nơi hết mọi người. Mình không có dạy được các bé. Mẹ Trương, mẹ Tương, đây là bé Phúc Hiêu bị viêm tai mà chủ bỏ. Đây. Ti rất xin lỗi vì hình ảnh này nó hơi phản cảm, nhưng mà đây là sự thật đó. Trước khi mà Ti chưa dọn dẹp là có các con nó sẽ đi vệ sinh khắp nơi. Chính vì vậy mà ở những cái trạm cứu hộ thì mọi người mong muốn là nó sẽ thơm tho sạch sẽ, thì không bao giờ được đâu mọi người ơi. Riêng cái mái ấm của Ti Ti thì nó nằm ở trong ruộng và đất, nên nhiều khi các bé nó đi vệ sinh nó khắp nơi luôn cô chú. Mình phải dọn dẹp như cái này là phải mất cả nửa ngày trời á. Là cô chú thấy các em cuốn ở chỗ Ti cắn nát cái yên xe luôn nè, và các con đi vệ sinh khắp nơi hết. Thường thì ở trên những cái clip mà khi những cái YouTuber nào đó đến thì mình sẽ thấy là sạch sẽ đẹp đẽ lắm, nhưng mà thật ra nếu mà chưa dọn dẹp thì nó sẽ y chang như chỗ Ti thôi mọi người. Nên Ti rất mong cô chú và mọi người thông cảm. Hôm qua có bạn hỏi Ti là các bé đi vệ sinh ở đâu, thì Ti làm cái clip này để trả lời luôn. Các con đi bất kể nơi nào mà con muốn nha cô chú. Ở chỗ Ti có một cái bãi đất trũng ở dưới đây. Một số bé là nó có đi ở dưới đây nè, nhưng mà cũng một số đông là đi bất kể nơi nào mà các con muốn. Các bé của Ti nằm trên kệ xe tải luôn đó cô chú. Ôi, một bé gà ở trên nóc nhà. Đây là cái clip Ti thay lời muốn nói để trả lời câu hỏi cho những ai thắc mắc là các bé cún ở mái ấm đi vệ sinh ở đâu. Vì vậy Ti thấy có những người đôi khi là nói là trời ơi, trạm này sao dơ quá, sao mất vệ sinh quá. Nhưng mà thật sự các bạn được lên clip khi mà đã dọn dẹp sạch sẽ thôi. Còn nếu mà chưa dọn dẹp thì Ti nghĩ chỗ nào cũng như chỗ đó thôi mọi người. Và để các bạn voucher cũng giống như Ti dọn dẹp hết tất cả cái này nè, cả ngày đến đêm khuya luôn á. Tại vì các bé cún đi vệ sinh bất kể nơi nào mà các bé muốn. Có bé đi trên giường luôn nè cô chú. Đó. Ti rất xin lỗi cô chú. Thay vì Ti trả lời bằng lời nói thì Ti làm bằng hình ảnh luôn, để chứng minh cho mọi người cùng thấy là ở một trạm cứu hộ các con nó bừa bãi như thế nào. Và cái người foster đó thì phải cực khổ biết bao nhiêu mà để dọn dẹp cái hoàn cảnh sống nó sạch sẽ và đẹp đẽ hơn cho các bé. Ti xin khép clip ở đây. Cảm ơn cô chú và mọi người yêu thương mái ấm. Ti hết rất hy vọng sau clip này mọi người, cô chú và các anh chị sẽ yêu thương Ti và các bé nhiều hơn, cũng như yêu thương các anh chị đang chăm sóc các bé cún mèo ở tất cả mái ấm. Ti xin khép clip. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe.